quản trị vận hành và hậu cần ở bậc thạc sĩ tại trường EIC Singapore. Thì tại EIC Singapore đang có chương trình thạc sĩ được đào tạo trong 15 đến 18 tháng với các chuyên ngành như du lịch và khách sạn, quản trị kinh doanh quốc tế, điều hành logistics. Học thạc sĩ tại EIC Singapore, các bạn sinh viên sẽ được cấp bằng thạc sĩ do hai trường đại học Anh Quốc liên kết với EIC, đó là Đại học Greenwich và Đại học Wolverhampton. Đây là hai trường đại học lớn, nổi tiếng và uy tín ở Vương quốc Anh với lịch sử lâu đời trên 120 năm và rất nhiều các giải thưởng và thành tựu. Cũng chính vì thế, bằng cấp của hai trường đại học này sẽ có giá trị quốc tế và được nhiều sinh viên tin tưởng theo học. Tương Đại Dương với vai trò là đại diện tuyển sinh chính thức trường EIC Singapore tại Việt Nam, Tương Đại Dương xin chia sẻ thêm về ưu điểm trường EIC và lý do tại sao đông đảo sinh viên Việt Nam lựa chọn EIC Singapore là điểm đến du học. Học viện EIC Singapore là một trong những trường tư hàng đầu của Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp hàng đầu châu Á với mục tiêu đào tạo nên những thế hệ doanh nhân xuất sắc. Thì về kinh nghiệm thực tiễn, sinh viên theo học tại EIC luôn được trải nghiệm trong một cái môi trường giáo dục xuất sắc với những phương pháp giảng dạy hiện đại và sinh động. Sinh viên cũng luôn được quan tâm tạo điều kiện học tập và giải trí. EIC Singapore tập trung đào tạo những lĩnh vực cơ bản như là doanh nghiệp, quản trị du lịch khách sạn, tài chính và đầu tư và điều hành logistics. Học viện EIC Singapore là một trong những trường đầu tiên vinh dự những chứng nhận cao nhất về giáo dục 4 năm EduTrade và chứng chỉ SUPLAS. Về cái chương trình học bổng và việc làm năm 2014 thì hiện nay EIC đối với khóa mới nhất có chương trình là giảm 150 đô phí đăng ký, tặng một máy tính bảng EIC, ngoài ra còn miễn phí một khóa học ngoại ngữ trị giá 250 đô la Singapore, đặc biệt tặng một suất học bổng 1.000 đô la Singapore cho các bạn tham gia khóa học chính trừ khóa học Anh văn và khóa học dự bị. Thì học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc là hoàn lại 10.000 đô la Singapore đối với chương trình cử nhân và 6.500 đô la đối với chương trình thạc sĩ cho các bạn có kết quả 75% của tất cả các môn và đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp. Và đối với những bạn có những cái đề án khả thi tại Singapore thì các bạn được EIC Singapore tài trợ lên đến 100.000 đô la Singapore đó các bạn. Và đối với ngành điều hành logistics, quản trị vận hành và hậu cần thì cái chuyên ngành thạc sĩ được đào tạo tại EIC là 18 tháng. Đối với yêu cầu của chuyên ngành thạc sĩ MBA chuyên ngành điều hành logistics tại EIC đó là tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, không cần kinh nghiệm làm việc, IELTS là 6.5. Nếu các bạn chưa có Anh văn IELTS 6.5 để thỏa điều kiện đầu vào thì các bạn có thể học chương trình Anh văn tại EIC từ 2 cho đến 8 tháng. Khóa học tiếng Anh bao gồm 4 cấp độ, mỗi cấp độ là 2 tháng với tổng thời gian 4 cấp độ là 8 tháng. Và học phí Anh văn cho mỗi một cấp độ 2 tháng là 1.500 đô la cho đến 2.000 đô la Singapore. Lịch khai giảng mới nhất đó là 28 tháng 5, 6 tháng 8, 15 tháng 10 và 24 tháng 12. Mọi thắc mắc cần đăng ký du học tiếng Anh, du học thạc sĩ tại trường EIC Singapore, hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của EIC Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại văn phòng quận nhất 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất và văn phòng quận 5 là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc truy cập website tundaiduong.edu.vn để tham khảo học phí mới nhất. Còn với chị Nguyên Thảo là đại diện của trường EIC Singapore tại Việt Nam thì chị có thể cho biết rằng là tiềm năng của ngành logistics trong tương lai sẽ như thế nào thưa chị? Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào giữa năm 2010 thì Việt Nam là một trong số nước có nền kinh tế phát triển khá là ấn tượng trong số nhóm những nước đang phát triển. Thì về xếp hạng logistics thì Việt Nam chúng ta đang xếp hạng là thứ 53 trong số 155 nền kinh tế. Điều này chứng tỏ Việt Nam chúng ta đang dần cải thiện hệ thống logistics, bao gồm có kho vận, giao nhận, vận chuyển và phân phối. Để phục vụ cho kế hoạch phát triển thì ngoài việc mở rộng các trung tâm kho vận thì việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics này cũng là một mối quan tâm hàng đầu. Theo khảo sát từ các nhà doanh nghiệp thì họ cho rằng là nguồn nhân lực viết về chuyên ngành logistics này thì hiện nay rất là thiếu và còn yếu, vì thế mà họ cất công phải đi đào tạo.
với trình độ nguồn nhân lực và điều kiện phát triển hiện nay thì cho thấy rằng ngành logistics vẫn đang còn rất khó khăn ở thị trường Việt Nam. Chính vì vậy mà lựa chọn một ngành học có tiềm năng phát triển trong tương lai, cũng như là mình chọn một môi trường học chất lượng với bằng cấp quốc tế có giá trị trên thế giới, thì Singapore là một lựa chọn đáng tin cậy dành cho các bạn sinh viên học sinh. Và đặc biệt tại EIC thì bạn có thể học tập và phát triển tốt ngành logistics này. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.